Các bạn thân mến, mới giờ tuyển được một em Kabuto, Kubota. Nước à, Kubota nha. Các bạn hãy nhìn nè, Ma Xe In Sa Băng à, Ma Xe In Sa Băng các bạn nha. Thì con này là con Kubota GS 150. Thì con này động cơ của nó công suất là 3,7 nữa. Cái dòng này nó có hai loại các bạn nha. Nó giống vậy luôn, nhưng mà nó một cái dòng là New Kubota với dòng là Kubota Electric nè. Max in ra băng thì dòng Max in ra băng này là dòng là hàng này là hàng vừa trong nước mà vừa xuất khẩu cực tốt. Con này là khá ổn, khá đẹp các bạn à, máy chạy bao ngon. Đây, mình mới làm xong, chưa có test nữa, chỉ nữa, thấy đất đai rồi nè, nó còn văng ra các bạn thấy không. Ngon các bạn, đẹp lộng lẫy luôn. Này nó có cần khi nào mà các bạn biết sao không? Khi nào mà mình giật mà nó bị ngộp xăng á, thì mình sẽ kéo cái cần này để mình xả cái gió, mình giật á, để mình xả cái xăng ngộp ra đó, khỏi phải tháo bu ri đó. Đây đó, thì khi nào mà mình thí dụ như mình bị ngộp thì mình bị ấy thôi. Này còn sướng lắm các bạn, chạy đã lắm, bình xăng độ mới tròn, xăng mới toanh, máy nè, lốc nè, tất cả đều đẹp, không thể nào chê được. Rất êm. Con này số seri của nó 556416, 3,7 nữa, từ 2,3 đến 3,7 nữa ha. GS nè, cực kỳ lợi xăng. Cái này là khi mà mình bị ngộp á, bị ngộp xăng, thí dụ mình khởi động mình bị ngộp là mình kéo cần này đó, là nó sẽ xả cái hơi trong lốc ra. Cái dòng này bình xăng nó bằng nhựa, thành thử ra chúng ta không có sợ nó bị ấy ha, không sợ nó bị sét ha. Dòng này bình xăng nó bằng nhựa các bạn, bằng nhựa, thành thử ra chúng ta không có sợ nó bị sét. Rồi dòng này ha, nào cũng sạch bon vậy. Cái này các bạn mua về để xịt thuốc trừ sâu rồi các bạn, xịt thuốc trừ làm kéo bơm xịt đồ này nọ thì hết ý. Rất là dễ nổ ha,
giờ mình kéo nè cũng tắt nè ha, kéo đó cũng tắt dễ nổ lắm ha. Rất là dễ nổ, nhẹ nhàng thôi là nổ ngay. Rất là nhẹ nhàng. Rất là dễ nổ. Cái dòng mà máy mà nó mà dễ nổ vậy là nó ngon lắm, bộ lửa xăng đồ nó ngon lắm. Chúng ta lên ga rất sướng. Đã lắm. Hồi nãy mình đổ có nửa xị xăng chưa tới nửa xị. Này trẻ con nó giật còn được nữa. Thế mà lúc mà máy nguội á, mình kéo e này ra ha, mình giật cho nổ, thí dụ nổ rồi nó ngọt tắt mình đóng vô lại vậy, xong rồi mình để vậy mình giật là nó sẽ nổ. Mà nó nóng rồi thôi thì bao giật. Cái dây này là để đấu với công tắc ngoài nè, dây này thì nó vô công tắc trong này, dây đấu với công tắc ngoài nè đó, đấu với mát công tắc ngoài đó. Còn hai sợi này á là điện ra 6V các bạn nha. Điện ra 6V. 6V chưa có qua diode để chúng ta thắp đèn rồi đó. Thắp bóng đèn của xe rồi đó. Đây điện mobile ra 6V. Bao sướng các bạn. Rất là nhẹ nhàng. Dễ nổ. Đã lắm. Rồi, bạn nào muốn mua thì vào phần mô tả video rồi xem báo giá rồi nha. Cái này mình bán giá rất rẻ các bạn. Rồi báo giá rồi trong luôn nha. Rồi, mình chào các bạn.